Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều bạn trẻ đã chọn cho mình cách thực hiện riêng, trong đó có bạn Lê Thị Ánh Quyên, đơn vị xã đoàn Hiếu Nghĩa, Quỳnh Vũng Liêm, học tập Bác ở tinh thần nhân đạo. Gần 10 năm qua, Ánh Quyên đã mang lại nhiều niềm vui, ấm áp cho nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Năm 2012, tốt nghiệp đại học với chuyên ngành luật, cũng như nhiều bạn trẻ khác, Lê Thị Ánh Quyên mang hoài bão, mong muốn được cống hiến sức trẻ, phục vụ quê hương. Trong 10 năm công tác, gắn bó với công tác đoàn và đảm nhận một số vị trí khác tại Ủy ban nhân dân xã Hiếu Nghĩa, chưa bao giờ Quyên từ bỏ những việc làm giúp đỡ cho người nghèo. Mình thấy là ở địa phương mình cũng còn rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn, cho nên là mình chia sẻ các cái hoàn cảnh đó trên trang mạng xã hội và được rất là nhiều mạnh thường quân người ta theo dõi, người ta hỗ trợ. Từ đó mà mình thấy có cái động lực để cho mình thực hiện tiếp. Nhờ vậy, Ánh Quyên kết nối với các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Trong gần 10 năm qua, Ánh Quyên trao tay đến bà con nghèo hơn 6.000 phần quà, trên 500 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ cho những mảnh đời khó khăn. Ngoài ra, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ánh Quyên còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ các bữa ăn cho những người phải cách ly, lực lượng tham gia trực chốt, đi chợ giúp dân. Điều mà mạnh thường quân tin tưởng để cho mình tiếp tục mà hành trình mà thiện nguyện của mình á, là mình công khai minh bạch. Là cái đó là cái điều đầu tiên. Trải qua cũng rất nhiều khó khăn, cũng nhờ trước là chính quyền, hai nữa là cũng nhờ cô Quyên ở đây cũng tận tình giúp đỡ. Qua một thời gian thì cô cũng là cho quà cáp với là cũng vận động cho được cái nhà, là hiện tại giờ nhà tôi đang ở đây. Trong quá trình thực hiện, Ánh Quyên luôn công khai, minh bạch, mỗi hoạt động đều thông báo để chính quyền địa phương nắm bắt và quản lý. Ngoài vận động quà, tiền, Quyên còn phối hợp vận động xây 4 chiếc cầu dân sinh trị giá hàng trăm triệu đồng. Đối với một đảng viên, ủy viên ban chấp hành xã đoàn thì cái đó là rất như là một cái tấm gương để cho các đồng chí xã đoàn và chi đoàn để học tập theo. Thì đồng chí rất nhiệt tình giúp đỡ các bà con khó khăn trong địa bàn xã để vượt qua những khó khăn như là bệnh hiểm nghèo. Những phần quà không nằm ở giá trị vật chất mà nó mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là tình yêu thương truyền thống nhường cơm sẻ áo quý báu của dân tộc ta. Ánh Quyên cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để hành trình thiện nguyện của mình được tiếp nối, giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.